Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ngôn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 46 Làm quen với văn ác, ác, ất. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 104. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu của bài học là phần số 1, nhận biết. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết các em thấy được những gì trong tranh. À, đây là bức tranh vẽ phong cảnh ở Tây Bắc. Trong tranh, chúng ta thấy có ruộng bậc thang, có thác nước, có đồi núi. Tương ứng với hình ảnh trong tranh, cô có câu sau. Tây Bắc có ruộng bậc thang, có thác nước, các em nghe cô đọc lại câu này nhé. Tây Bắc có ruộng bậc thang, có thác nước. Các em à, trong câu Tây Bắc có ruộng bậc thang, có thác nước, thì chúng ta thấy tiếng Bắc có vần ắc, tiếng bậc có vần ất, tiếng thác có vần ác. Và đây là ba vần mà chúng ta sẽ học trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài học là phần số 2, đọc. Cô giới thiệu với các em, đây là văn ác. Văn ác được cấu tạo bởi hai âm, âm A đứng trước, âm cờ đứng sau. Văn ác chúng ta sẽ đánh phần là A, cờ, ác, ác. Đây là văn ác. Văn ác được cấu tạo bởi hai âm âm á đứng trước, âm cờ đứng sau. Văn ắc, chúng ta đánh vần là á, cờ, Ất, Ất. Đây là vần ốc. Vần ốc có tạo bởi hai âm, âm ớ đứng trước, âm cờ đứng sau. Vần ốc đánh vần là ớ, cờ, ốc. Bây giờ các em hãy đọc lại cùng cô ba vần mà chúng ta vừa học nhé. Át ắt ất Át ắt Cô ví dụ, cô có vần ác. Bây giờ cô muốn có tiếng thác thì cô phải làm như thế nào? À đúng rồi, để có tiếng thác thì cô sẽ thêm âm thờ phía trước vần ác và dấu sắc ở trên đầu A. Như vậy, tiếng thác gồm có âm thờ đứng trước, vần ác đứng sau và dấu sắc ở trên đầu A. Tiếng thác đánh vần là thờ, ác, thác, sắc, thác, thác. Tiếp theo, cô có các tiếng sau. Các em hãy cùng cô luyện đọc các tiếng này nhé. L ác lát nặng lạc, lạc. Nhờ ác nhát nặng nhạc, nhạc. M ác mắt nặng mặt, mặt. Nhờ ác nhắc sắc nhắc, nhắc. G ốc gốc sắc gốc, gốc. Di ốc rớt sắc gốc, gốc bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các tiếng này nhé lạc nhạc mặt nhắc gốc giấc các em hãy cho cô biết trong các tiếng mà chúng ta vừa luyện đọc thì tiếng nào có văn ác tiếng nào có văn ắt và tiếng nào có văn ốc à đúng rồi tiếng có văn ác đó là tiếng lạc, tiếng nhạc. Tiếng có văn ắc, đó là tiếng mặt, tiếng nhắc. Tiếng có văn ốc, đó là tiếng gốc, tiếng giấc. Tiếp theo, các em hãy quan sát cho cô các hình ảnh sau. Bên dưới mỗi hình có các từ ngữ thể hiện nội dung. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc các từ ngữ này nhé. Hình ảnh đầu tiên, bờ ác bát sắc bát sờ y si ngã sĩ bác sĩ hình tiếp theo mờ ác mắt sắc mắt a o ao sắc áo mắt áo quờ a qua hỏi quả g ớt gất sắc gất quả gất bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các từ ngữ này nhé bác sĩ mắt áo quả gốc các em hãy cho cô biết trong các từ ngữ mà chúng ta vừa luyện đọc thì tiếng nào có văn ác tiếng nào có văn ắc và tiếng nào có văn ất à đúng rồi tiếng có văn ác đó là tiếng bác tiếng có văn ắc đó là tiếng mắt. Tiếng có vần ốc đó là tiếng gốc. Phần tiếp theo của bài học là phần số 3, viết. Trong phần này, cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện viết vần ác, vần ắc, vần ốc luyện viết từ mắt áo và từ quả gốc. Các em hãy lấy vở tập viết ra để chúng ta viết bài nhé. Lưu ý khi viết bài, các em phải ngồi cho đúng tư thế, trình bày bài viết cho sạch, đẹp, viết đúng kiểu chữ, giãn đúng khoảng cách giữa các con chữ. Bây giờ các em hãy quan sát các video hướng dẫn cách viết nhé. Đây là video hướng dẫn cách viết văn ác. đây là video hướng dẫn cách viết văn ắc

Được rồi, cô đã cho các em xem các video hướng dẫn cách viết. Bây giờ các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại, các em hãy viết phần tập viết này vào trong vở tập viết cho cô nhé. Khi nào các em viết bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã viết bài xong chưa? À, nếu viết xong rồi thì các em hãy nhờ người thân hoặc bạn bè kiểm tra giúp nhé. Phần tiếp theo của bài học là phần số 4. Đọc. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 105. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục luyện đọc từ, luyện đọc câu và luyện đọc đoạn nhé. Đây là hình ảnh có trong bài đọc. Trước khi luyện đọc, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Nếu lên Tây Bắc, bạn hãy đến Sapa. Vào mùa hè, Mỗi ngày ở đây như có bốn mùa. Sapa có thác bạc, có cầu mây, có các bản Tả Van, Tả phiền, Xín Chải. Như vậy qua bài đọc này, chúng ta thấy tác giả tả phong cảnh ở Sapa. Các em có biết không, Sapa là một huyện của tỉnh Lào Cai, thuộc vùng núi cao Tây Bắc của nước Việt Nam chúng ta. Sapa là một điểm du lịch rất đông khách. Và qua bài đọc chúng ta thấy, ở Sapa có rất nhiều cảnh đẹp như là thác bạc, cầu mây và ở Sapa có rất nhiều thôn bản như là bản tả van, tả phiền, xín chải. Vừa rồi, các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau tờ ai tay bờ ác bắc sắc bắc tay bắc thờ ác thác sắc thác bờ ác bát nặng bạc thác bạc cờ âu câu huyền cầu mờ ai mây cầu mây bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các từ ngữ này nhé tây bắc thác bạc cầu may. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc câu. Bài đọc có tất cả 3 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé. Em nào đọc còn yếu thì có thể đánh vần rồi sau đó đọc trơn lại. Câu số 1 N nêu neo sắc néo L ân lên Tờ ai tay bờ ác bắc sắc bắc bờ an ban nặng bạn hờ ai hay ngã hãy đờ in đơn sắc đến sờ a sa bờ a pa nếu lên tây bắc bạn hãy đến sa pa câu số hai vờ ao vao huyền vào mờ u mu huyền mùa hờ e he huyền hè mờ ôi môi ngã mỏi ngờ ai ngay huyền ngày Ơ hỏi ở, đờ ai đây, nhờ ư như, cờ o co sắc có, bờ ôm bôm sắc bốn, mờ u mua huyền mùa. Vào mùa hè, mỗi ngày ở đây, như có bốn mùa. Câu số 3 Sờ A Sa, bờ A Ba, cờ o co sắc có, thờ ác thác sắc thác bờ ác bát nặng bạc cờ o co sắc có cờ âu câu huyền cầu mờ ây mây cờ o co sắc có cờ ác cát sắc cát bờ an ban hỏi bản tờ a ta hỏi tả vờ an van tờ a ta hỏi tả phờ in phiên huyền phiền sờ in xin sắc xín chờ ai trai hỏi trải. sa pa có thác bạc có cầu mây, có các bản tả van, tả phìn, xín chải. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em luyện đọc câu. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại cả đoạn nhé! Nếu lên Tây Bắc, bạn hãy đến Sapa. Vào mùa hè, mỗi ngày ở đây như có bốn mùa. Sapa có thác bạc, có cầu mây, có các bản tả van, tả phiền, xín chải. Bây giờ, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Các em hãy đọc lại cả bài đọc này một lần nữa cho cô nào. Lưu ý khi đọc, gặp dấu phẩy, các em phải ngắt hơi. Gặp dấu chấm thì nghỉ hơi. Khi nào các em đọc bài xong, thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ các em hãy tìm cho cô trong bài đọc các tiếng có chứa các vần mà chúng ta vừa học trong bài học ngày hôm nay. À, đúng rồi, các tiếng có chứa các vần mà chúng ta vừa học trong bài học ngày hôm nay, đó là tiếng bắt có vần ắt. Tiếng thác, tiếng bạc có vần ép Phần tiếp theo của bài học là phần số 5, nói. Trong phần này, chúng ta sẽ quan sát tranh và luyện nói về nội dung của tranh. Chủ đề chúng ta luyện nói ngày hôm nay là xin phép. Các em hãy quan sát tranh và các em hãy nói cho cô nội dung của bức tranh nào. À, quan sát tranh chúng ta sẽ thấy trong tranh vẽ một gia đình gồm có 3 người, bố, mẹ và bạn nhỏ. Bố đang đọc sách, mẹ đang theo. Còn bạn nhỏ đang cầm điều khiển tivi. Bạn nhỏ này xin phép bố mẹ cho bạn bật tivi lên để xem phim. Nếu em là bạn nhỏ trong tranh, em sẽ nói lời xin phép với bố mẹ như thế nào? À, nếu là bạn nhỏ, trong trường hợp này, các em có thể nói lời xin phép bố mẹ như sau. Bố mẹ ơi, cho con xem phim hoạt hình một lát nhé. Như vậy, vừa rồi, chúng ta đã luyện nói về nội dung của bức tranh với chủ đề là xin phép. Và qua bức tranh này, dạy cho các em rằng khi chúng ta muốn làm một điều gì đó thì chúng ta phải xin phép người lớn nhé. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.